câu là vẫn tạo điều kiện để cái chương trình tốt nghiệp được khoảng 5-6 điểm. Ý thì làm tôi làm được khoảng 6 điểm và hóa thì khoảng 5. Nói chung thì kiến thức thì bám sát vào đề thi mà một lần trước đấy. Và kiến thức cơ bản cũng là cho học sinh thi tốt nghiệp kiếm 5-6 điểm. Quản lý của khóa hôm nay là có phần hơi kẹt. Mình không làm đủ thời gian, không có thời gian để làm đủ tất cả câu để thi. Nó cũng khá vừa sức với thí sinh thôi, để dễ lấy được khoảng 6-7 điểm điểm cao. Môn lý thì cũng dễ để lấy được 7 điểm, hóa dễ để lấy được 7 điểm. Em làm được 32 câu nhằm kích được 7 điểm lý và cũng 7 điểm hóa cả hai môn thôi. Em có thể giới thiệu họ tên đầy đủ của chị được không? Em tên Trần Văn Tuyền. Em trước là học trường nào? Trước là em học sư phạm kỹ thuật. Rồi, cảm ơn em. Em thì hai môn mà môn lý chỉ là môn quá. Đang tập lại khác luôn. Theo em thì đối với thì môn lý năm nay thì có là dễ hơn năm trước. Những có những câu phân loại phân loại khá cao. Còn riêng môn hóa thì mức độ đề thì cũng tương tự môn lý. Hóa những câu phân loại nằm từ câu 45 trở đi thì những câu đó thì thí sinh phải có khả năng tư duy cao. Đối với môn lý thì phần khó nhất là phần về dao động cơ và điện sẽ chịu. Còn đối với môn hóa thì phần khó nhất là phần về